Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời lấy lại đất tổ không làm khổ dân. Hôm nay ngày 14 tháng 12 2020, trước bàn thờ tổ quốc, chúng con xin dâng lời cầu nguyện. Lại đấng tối cao, Thượng Đế, Trời Phật, hồn thiên sông núi, các bậc tiền nhân anh hùng dựng nước và giữ nước, xin ban phước lành cho chúng con, xin che chở cho đất nước và đồng bào thân yêu của chúng con được thoát quả cộng sản và nạn chiến tranh tàn phá. Xin bảo vệ Đức Quốc Công, Tổng thống Đào Minh Quân và tất cả những nhà ái quốc chân chính. Xin cho chúng con thêm khôn ngoan, đoàn kết, nhẫn nại, sáng suốt để cùng với Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa dẫn đưa dân tộc Việt Nam vượt qua cơn hiểm nghèo, đến bến bờ hạnh phúc, vinh quang trường cửu, mộ nhà được an hưởng thái bình thịnh trị của thời Thượng Nguyên Thánh Đức. Xin gìn giữ và tôi luyện cho chúng con tinh thần Việt Nam chân chính. Sống thì phải cho lẫm liệt, mà thác cũng phải đáng tự hào, bất khuất và hùng anh. Theo gương sáng của vị lãnh đạo tinh thần của chúng con đã tiên sinh, lời cầu nguyện chấm dứt. Tôi đại biểu Pha Lê của Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa, xin trân trọng kính chào Đức Quốc Công, Tổng thống Đào Minh Quân. Kính chào Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc. Kính chào quý đại biểu, quý đồng nhiệm trong Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa, cùng tất cả đồng bào, anh chị em khắp nơi, trong và ngoài nước. Xin kính chào tất cả anh chị em đang xem live stream Chị Thật Là Cổng. Hôm nay là chúng ta lại gặp nhau. Hôm nay chúng tôi xin đọc thông báo. Thì cũng như thường lệ, trước khi bắt đầu chương trình, mời tất cả đồng bào anh chị em cùng nghe một bài hát rất là quen thuộc. Việt Nam, Đào Minh Quân. Dạ, xin mời. Đào Minh Quân, anh hùng cứu nguy dân Việt, quên dân mình ngày ngày chung lo yên nước. Một ngày này dân chiến đấu không ngại ngùng vì nước hy sinh cho muôn đời cầu quốc quang vinh. Việt Nam Đào Minh Quân, dân đang chờ ngày vui đó. Xóa tan bao nỗi lòng ngang Việt Nam Đào Minh Quân, xanh cờ đỏ hồn thiêng sông núi.
Tổng thống Đạo Minh Quân, đó là bài thơ Thức Giấc. Vì cái bài thơ Thức Giấc này mà Đức Quốc Công Tổng thống Đạo Minh Quân đã dấn thân vào con đường đấu tranh đòi tự do cho Việt Nam. Chúng tôi tin chắc rằng ít nhiều gì cũng có nhiều quý đồng nghiệp và anh chị em đã nghe qua bài thơ này rất là thường. Nhưng mà chúng ta nghe đi nghe lại để chúng ta biết được là tại sao hôm nay chúng ta có Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân. Dạ, xin kính mời. Bài thơ Thức Giấc. Nửa đêm thức giấc nhớ dân ta đau khổ đọa đầy bởi ác ma tuổi trẻ chui cầu bới rác thôi ông già có cần kéo mình ra gái thương cha mẹ thân vùi dập trái hận cuộc đời trí xót xa đất nước tương lai mờ mịt quá lòng này đau quặn vết thương nhà năm qua tháng 11 năm 1987 bài thơ Thức Giấc năm 1987. Thì bây giờ chúng ta thấy đã 33 năm đã trôi qua, một thời gian đã quá dài trong cái cuộc đấu tranh đòi tự do cho Việt Nam. Nhưng dầu nó dài nhưng mà nó cũng có kết quả, đó là một điều đáng mừng cho dân tộc Việt Nam của chúng ta. Cộng sản Việt Nam đã chiếm miền Nam Việt Nam 45 năm nay cũng rất là dài. Dầu cái chế độ cộng sản có tồn tại trên đất nước Việt Nam chúng ta bao lâu đi nữa thì nó cũng sẽ bị sụp đổ. Tại vì cộng sản Việt Nam đã mất lòng dân, và sự cái tàn ác của cộng sản Việt Nam sẽ làm cho cái chế độ đó sụp đổ.
thì hôm nay chúng tôi sẽ đọc cái bài tuyên bố là nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam không có chính danh hợp pháp, tức là phi pháp. Rồi chúng ta cùng bàn xem Cộng sản Việt Nam nó phi pháp ở cái chỗ nào. Và có thêm một bản thông báo nữa là nói về truyền thông bất lương. Bây giờ xin kính mời tất cả anh chị em cùng nghe hai cái bài thông báo này để chúng ta giải thích. Xin mời tất cả đồng bào anh chị em khắp nơi trong và ngoài nước bắt đầu nghe cái thông báo tuyên bố nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam hiện nay là một chính phủ phi pháp. Có rất nhiều đồng bào anh chị em đang sống ở quê nhà không có biết là cái sự phi pháp không chính danh của Cộng sản Việt Nam, nên chúng ta mới tin vào cái chế độ mà đã làm cho người dân đau khổ mấy chục năm nay. Thì bây giờ hôm nay chúng ta cùng nghe để chúng ta tỉnh thức lại, chúng ta biết nhận đâu cái nào là đúng, cái nào là sai giữa hai chính phủ, một chính phủ chính danh hợp pháp và một nhà cầm quyền phi pháp. Xin mời tất cả anh chị em cùng nghe. Đệ tam Việt Nam Cộng Hòa, chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời lấy lại đất tổ không làm khổ dân. Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc tuyên bố nhà cầm quyền Cộng sản hiện nay tại Việt Nam là một chính phủ phi pháp. Ngày 11 tháng 12 2020, kính thưa cộng đồng nhân loại và toàn dân Việt Nam, nhà cầm quyền của một quốc gia có thể được hình thành bằng nhiều phương pháp, bằng nhiều thủ đoạn, nhưng muốn trở thành một chính phủ, một chính quyền hợp pháp của người dân thì điều kiện ắt có và đủ là nhà cầm quyền đó phải do người dân của nước đó bầu ra. Làm việc theo nhiệm kỳ do hiến pháp quy định, qua lá phiếu của người dân của quốc gia đó bầu lên trong một cuộc bầu cử tự do, công bằng và hợp pháp. Trong trường hợp đất nước chưa thuận lợi để có thể tổ chức bầu cử thì ít nhất nhà cầm quyền này phải được sự chuẩn thuận của đại đa số người dân của quốc gia đó qua một cuộc trưng cầu dân ý trong tinh thần tự do và tự nguyện. Do đó, sự chính danh của một chính phủ là phiếu bầu của dân, chứ không phải là súng đạn hay tiền bạc. Nhà cầm quyền Cộng sản tại Việt Nam hiện nay từ khi có mặt tại miền Bắc Việt Nam với danh xưng Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa năm 1945 cho đến năm 1975 là do Đảng Cộng sản Việt Nam dựng ra bằng bạo lực cướp chính quyền năm 1945, không do dân bầu lên, và nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay cũng là do Cộng sản gây chiến tranh cưỡng đoạt miền Nam Việt Nam năm 1975. Trong suốt 75 năm qua, từ năm 1945 cho đến 2020, cả hai nhà cầm quyền Cộng sản này cũng đều chưa được người dân Việt Nam bầu hay chuẩn thuận bằng việc trưng cầu dân ý trong vai trò đại diện Việt Nam hợp pháp. Cả hai nhà cầm quyền tuy khác nhau về danh xưng,
nhưng là một. Đều theo chủ nghĩa cộng sản, trung thành với tư tưởng Mác Lê, Mao Hồ, áp dụng đường lối độc tài, độc tôn, độc ác để cai trị nhân dân Việt Nam. Tư tưởng đường lối này hoàn toàn dị biệt đối với tư tưởng bản chất của đại đa số 92% người Việt Nam. Họ không chấp nhận tư tưởng của Kha Harris Marx Vladimir Lenin, tức là Lenin. Nghe nói là ông này đang bệnh, rất là bệnh và chết sau khi mà đã xin lỗi, phải cùng, chúng tôi cũng không muốn nhìn, không muốn dùng cái này. Một chút nữa chúng ta sẽ giải thích thêm cái này. Mao Trạch Đông và Hồ Chí Minh và đại đa số nhân dân Việt Nam chưa bao giờ chấp nhận chủ nghĩa cộng sản. Hai cơ quan được gọi là quyền lực nhân dân của nhà cầm quyền này là Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, hoàn toàn là đảng viên cộng sản, và cái gọi là Quốc hội Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thì không do dân bầu mà cũng do Đảng Cộng sản Việt Nam đưa ra với 493 đảng viên chiếm trọn tất cả ghế đại biểu Quốc hội khóa 12 cách đây hơn 12 năm. Do đó 493 đại biểu này tự bầu lên Quốc hội khóa 13 nhiệm kỳ 2011 đến 2015, và Quốc hội khóa 13 này cũng tự bầu ra Quốc hội khóa 14 nhiệm kỳ 2016 đến 2021 với 496 đại biểu hiện nay. Tất cả đại biểu Quốc hội này đều không do dân và không cho người dân bầu, và người dân Việt Nam cũng chưa bao giờ được ứng cử vào Quốc hội nói trên, nên đây là một Quốc hội không hợp pháp. Vì vậy, nhà cầm quyền tại Việt Nam hiện nay với tên gọi là Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam là do Quốc hội không hợp pháp này chọn lọc, bổ nhiệm, và do Bộ Chính trị Cộng sản Việt Nam chấp thuận, nên nhà nước này là một cơ chế hoàn toàn phi dân chủ và bất hợp pháp. Do đó, xét về nguồn gốc tư tưởng, cơ cấu tổ chức cũng như công việc và thành phần nhân sự là những yếu tố quyết định bản chất nhà cầm quyền của một quốc gia, chúng ta có thể kết luận mà không sợ sai lầm rằng nhà cầm quyền cộng sản tại Việt Nam hiện nay hoàn toàn không liên can dính líu gì đến đại tuyệt đại đa số dân người dân Việt Nam, và hiện chưa hề phục vụ cho quyền lợi của người dân Việt Nam. Do đó, họ không phải và cũng không thể được gọi là chính quyền Việt Nam. Gọi hai nhà cầm quyền này là chính quyền Việt Nam sẽ mang tội tiếm danh lừa đảo đối với lịch sử và nhân dân Việt Nam. Bởi vì trong suốt hơn 75 năm qua, từ năm 1945 đến hôm nay là năm 2020, nước Việt Nam không hề có chính quyền nhân dân. Vì nhà cầm quyền cộng sản tại Việt Nam hôm nay không phải là chính quyền của nhân dân Việt Nam, nên người dân Việt Nam có quyền không tuân theo, không cần chấp hành những quy định trong cái gọi là hiến pháp, pháp luật và những chủ trương đường lối chính sách do nhà cầm quyền bất hợp pháp này đưa ra. Vì nhà cầm quyền tại Việt Nam hôm nay không phải chính quyền nhân dân, nên không
thể quy chụp bất cứ người dân Việt Nam nào vào tội danh có hành động chống phá hoặc âm mưu lật đổ chính quyền nhân dân. Vì nhà cầm quyền Việt Nam hôm nay không phải chính quyền nhân dân, nên mọi hiệp ước, hiệp định, mọi văn bản liên quan đến lãnh thổ, lãnh hải, chủ quyền quốc gia do nhà cầm quyền này ký kết với các quốc gia trên thế giới đều không có giá trị với nhân dân Việt Nam. Và xét rằng vì nội dung của các hiệp ước, hiệp định, các văn bản do nhà cầm quyền nhân dân Việt Nam phi pháp này ký kết đã đi ngược lại quyền lợi của đất nước và con người Việt Nam, làm thiệt hại vật chất và tinh thần của người dân Việt Nam, thì nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam hôm nay đã phạm tội với đồng bào Việt Nam. Vì nhà cầm quyền tại Việt Nam hôm nay không phải là chính quyền nhân dân, nên đồng bào Việt Nam không có trách nhiệm với những hành động sai trái, vi phạm của nhà cầm quyền này đối với cộng đồng và các quốc gia trên thế giới. Với tổ chức Liên Hiệp Quốc và các hội đoàn liên quốc gia trên toàn cầu, kể cả việc phải trả những món nợ do cái gọi là nhà cầm quyền nhân dân này vay mượn. Nhà cầm quyền tại Việt Nam hôm nay không phải chính quyền nhân dân, nên việc bầu cử hay trưng cầu dân ý để xóa bỏ nhà cầm quyền này, hầu dựng lại một nhà cầm quyền đúng danh nghĩa là chính quyền nhân dân, để vì dân, phục vụ cho dân, lo cho nhân dân là việc tối cần thiết. Do đó, Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời Đệ tam Việt Nam Cộng hòa tuy đang lưu vong tại đất nước Hoa Kỳ, nhưng đã được sự chuẩn thuận của người dân Việt Nam với trên 6 triệu phiếu trưng cầu dân ý trong tinh thần tự do và tự nguyện, được tạm thời coi là một chính phủ có chính danh và hợp pháp duy nhất của Việt Nam hiện nay. Chính phủ này đang thiết lập chế độ Việt Nam Cộng hòa Đệ tam với sự lãnh với vị lãnh đạo là Đức Quốc Công Đào Minh Quân, do dân bầu và đã tuyên thệ nhận trọng nhiệm tổng thống vào ngày 11 tháng 11 2018 vừa qua. Hiện nay, người dân Việt Nam đang tiếp tục trưng cầu dân ý để ủng hộ Đức Quốc Công Đào Minh Quân Tổng thống Việt Nam Cộng hòa Đệ tam, để đại diện cho toàn dân Việt Nam đứng ra giải thể cái gọi là nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trước phế bọn cầm quyền Cộng sản Việt Nam không do dân bầu lên mà không cần đổ máu như trường hợp Venezuela. Hiện nay Cộng sản Việt Nam và cái gọi là nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã phạm các tội danh lừa đảo, cướp của, giết người là một băng đảng tội phạm. Là một băng đảng tội ác. Theo công pháp quốc tế, luật pháp Hoa Kỳ và hiến pháp Việt Nam Cộng hòa Đệ tam thì đối với các hành vi biết rõ người khác phạm tội mà không tố giác thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội không tố giác tội phạm. Ngoài ra, trách nhiệm đồng lõa hoặc đồng lõa là các điều khoản pháp lý, có nghĩa là ai đó có thể bị kết tội phạm tội mà họ bị cáo buộc đã khuyến khích người khác, cam kết hoặc đã giúp ai đó lên kế hoạch hoặc cam kết. According to five law, accomplice liability or
completely legal terms that mean someone can be found guilty of crime that they were legal to have encouraged someone else to commit or to have helped someone planned for or commit. Do đó, công bố này được gửi đến Liên Hiệp Quốc, các quốc gia trên thế giới, các cơ quan công quyền và các doanh nhân để khuyến cáo tất cả hành động hợp tác, giúp đỡ hay che giấu tội ác của Tập đoàn Cộng sản Việt Nam và cái gọi là Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam có thể bị quy chụp là tội là phạm pháp. Trân trọng, Văn phòng Thường trực Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, đơn kiện tội ác Cộng sản Việt Nam 19 tên đầu sỏ đã nộp cho Tòa hành sự quốc tế. Bây giờ chúng ta bắt đầu giải thích cái sự phi pháp của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Từ năm 1945, Cộng sản Việt Nam đã cướp miền Bắc Việt Nam và sau đó cướp miền Nam Việt Nam năm 1975. Đã nói hai cái chữ cướp là đi giành giật của người khác, là không có chính danh hợp pháp rồi, mà đã cầm quyền gần 100 năm nay cả miền Bắc và miền Nam, mà nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam chưa bao giờ cho người dân trưng cầu dân ý hay là bầu cử. Đây là một cái sự không có chính danh hợp pháp. Nếu như nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam cướp miền Bắc rồi cướp miền Nam mà cho người dân trưng cầu dân ý hay là bầu cử, người dân đồng ý bầu bán lên một người lãnh đạo, thì cái đó còn có thể gọi là được người dân bầu lên. Nhưng mà ngược lại, Cộng sản Việt Nam chưa bao giờ cho người dân tham gia trưng cầu dân ý hay là bầu cử. Tất cả đồng bào anh chị em ở trong nước đều biết chuyện này rất là rõ. Tại vì đã nói là cầm quyền thì không có cho ai làm cái gì cả. Cầm quyền là họ muốn nắm cái quyền sinh sát ở trong tay, để người dân phải nghe theo lời của họ. Và họ cũng biết là họ đã cướp chính quyền miền Bắc và cướp chính quyền miền Nam, thì không có thể nào họ dám cho trưng cầu dân ý hay là bầu cử. Tại vì họ biết rằng nếu mà họ cho bầu cử hay trưng cầu dân ý là cũng sẽ không được người dân bầu lên. Họ biết rõ điều đó nên họ không có cho người dân trưng cầu dân ý hay là bầu cử. Nên gần cả trăm năm nay cả miền Bắc và miền Nam không bao giờ có cuộc trưng cầu dân ý để hỏi ý kiến người dân là bầu lên người nào để lãnh đạo đất nước, không bao giờ có. Đây là một sự không chính danh hợp pháp, là phi pháp của Cộng sản Việt Nam hiện nay. Cái điều này thì tất cả đồng bào ở trong nước không phải ai cũng biết cái điều này cả. Có nhiều người không lo gì về cái sự xảy ra chính trị hay chính trường hay chính sự gì cả. Nếu mà tất cả người dân Việt Nam chúng ta biết thì nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam không có tồn tại cho đến hôm nay. Vì cái điều đó mà Cộng sản Việt Nam không bao giờ muốn người dân biết đến chính trị. Nếu người dân nào cũng biết về chính trị thì họ sẽ nhanh chóng để lật đổ cái chế độ hà khắc mà họ đã chịu mấy chục năm nay, 45 năm ở miền Nam Việt Nam và hơn 80 năm ở miền Bắc. Nếu một chính quyền chính danh hợp pháp thì phải do người dân bầu lên qua lá phiếu trưng cầu dân ý, mà chính họ là những người quyết định vận mạng của đất nước và chọn ai làm lãnh đạo, cái đó mới nối lên một chính quyền của người dân. Vì tất cả đồng bào Việt Nam của chúng ta đã sống với cái chế độ cộng sản mà đã nói nó cầm quyền,
nó làm cho người dân sợ hãi, không dám nổi lên tiếng nói của mình. Thì từ từ người dân sẽ quen dần với cái đời sống như vậy, chấp nhận số phận, cam chịu đói nghèo mà không có nói lên tiếng nói. Tại vì cái sự tàn ác của Cộng sản Việt Nam nó đã làm cho người dân như vậy. Từ khi nó gài Hồ Chí Minh vào trong đất nước của mình, tức là do Tàu Cộng gài Hồ Chí Minh từ năm 1930 vào đất nước của mình, là họ đã dùng củi đậu nấu đậu, dùng người Việt giết người Việt để cho che lấp cái sự gian dối mà Tàu Cộng đã gài Hồ Chí Minh vào trong đất nước của mình. Chúng ta lầm tưởng là Hồ Chí Minh là người Việt Nam, nhưng mà họ không may là có Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân đã dập mặt cái âm mưu này, nên chúng ta mới thưa Tàu Cộng cái tội mà gài Hồ Chí Minh vào trong đất nước Việt Nam của mình. Vì nó gài Hồ Chí Minh vào, nó mới cướp miền Bắc, xong rồi vào cướp miền Nam để cai trị cái đất nước của mình, rồi dần dần biến cái nước mình từ từ sẽ lọt thẳng vào tay của Tàu Cộng. Rồi sau đó ký mật nghị thành đô. Cái này là cái mà người dân Việt Nam, rất là nhiều người không có biết. Nên Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời qua bài viết này gửi đến cho tất cả đồng bào anh chị em, nhất là những người đang sống ở đất nước của mình, biết rõ cái sự phi pháp, không chính danh hợp pháp của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam, để chúng ta thay đổi thể chế. Thể chế Việt Nam Cộng Hòa trước năm 1975 là một thể chế tự do được quốc tế công nhận, mà Cộng sản Việt Nam đã vào cướp chính quyền, rồi từ từ làm cho người dân quên hẳn cái thể chế Việt Nam Cộng Hòa. Khi Cộng sản vào cướp miền Nam, cả sách vở của Việt Nam Cộng Hòa đều đốt. Cái gì dính líu tới Việt Nam Cộng Hòa là hầu như Cộng sản nó muốn làm cho biến khỏi cái tâm thức của người Việt Nam, để cho họ áp đặt lên cái sự cai trị độc tài và độc ác. Muốn làm gì thì làm, muốn bắt ai thì bắt, muốn giết ai thì giết. Nên hôm nay nếu tất cả đồng bào anh chị em đã biết cái sự phi pháp, không chính danh của Cộng sản Việt Nam, thì chúng ta phải nói lên tiếng nói của mình. Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân đang ở hải ngoại kêu gọi người dân tham gia trưng cầu dân ý, là hỏi ý kiến của người dân có muốn thay đổi chế độ hay không, muốn thay đổi nhà cầm quyền, tức là một chế độ phi pháp mà chúng ta đang sống, anh chị em có muốn thay đổi hay không, qua lá phiếu trưng cầu dân ý ủng hộ Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân để đứng ra giải thể cái chế độ tà quyền phi pháp bất nhân mà đã tàn hại đất nước, đã làm tay sai của Tàu Cộng, làm cho đất nước Việt Nam chúng ta từ từ lọt hẳn vào tay của Tàu Cộng, và người dân Việt Nam chết lần chết mòn trong cái chế độ này. Nếu mà không có ai để đứng ra để vạch rõ cái âm mưu của Tàu Cộng, để nói rõ cho tất cả đồng bào anh chị em biết cái sự phi pháp của Cộng sản Việt Nam, thì chúng ta còn có thể nói là cam lòng chịu đựng. Nhưng mà bây giờ chúng ta có Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, nay là Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa, với sự lãnh đạo của Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân, là anh chị em đã có cái chỗ dựa để mà dẹp bỏ cái nhà cầm quyền phi pháp này. Đó là một điều may mắn cho đất nước và đồng bào của chúng ta. Nên anh chị em phải nhận ra ai là chủ của đất nước và ai là người tôn trọng người dân. Cộng sản Việt Nam không bao giờ tôn trọng người dân Việt Nam. Anh chị em nào sống trong đất nước của mình đều biết rõ điều này. Những gì mà Cộng sản làm là vì quyền lợi của đảng chứ không phải là quyền lợi của người dân. Một chính quyền của dân là do dân bầu lên. Một chính quyền của dân là phải lo cho người dân từ đời sống vật chất cho đến tinh thần. Đó mới đúng là một chính quyền của người dân. May mắn là chúng tôi đang sống ở hải ngoại, một đất nước tự do như nước Úc này.
nên hiểu rất rõ về cái sự chính danh và hợp pháp của một chính phủ. Theo nhiệm kỳ được người dân bầu lên, ông thủ tướng hay là ông tổng thống nào của nước nào cũng vậy, nếu không được lòng dân và hay là đã hết nhiệm kỳ thì phải bầu lên một người khác, đó mới đúng là chính quyền của nhân dân, tức là tôn trọng người dân. Muốn người dân bỏ phiếu để mà chọn cái người nào mà xứng đáng để lãnh đạo đất nước, để lo cho họ có một đời sống mới, cái đó mới nói là sự tự do và một chính quyền đúng nghĩa. Nên chúng ta đã sống với chế độ Cộng sản Việt Nam đã bị nó áp chế, nó áp đặt, thì cái đời sống của người dân không bao giờ có thể tự do được, không thể có đời sống mới, không thể có cơm no áo ấm. Đây là điều mà Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân trăn trở mấy chục năm nay. Nên vừa qua tất cả anh chị em đã nghe bài thơ Thức Giấc: nửa đêm thức giấc nhớ dân ta, đau khổ đọ đài bởi ác ma, tuổi trẻ chui cầu bơi rác thối, ông già cô cặn kéo mền da, gái thương cha mẹ thân dồi dập, trai hận cuộc đời trí xót xa, đất nước tương lai mờ mịt quá, lòng này đau quặn vết thương nhà. Đó là bài thơ Thức Giấc của Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân năm 1987. Lúc đó Đức Quốc Công Tổng thống là một triệu phú, chứ không phải là một người nghèo khổ. Một người triệu phú mà có thể nhìn thấy đất nước của mình mà than thở như vậy. Mà lúc đó Đức Quốc Công Tổng thống cũng chưa là một người thủ tướng được ba thế hệ bầu lên nữa. Sau đó đến năm 1990, Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời mới ra đời, và sau đó ba thế hệ mới bầu Đức Quốc Công Tổng thống lên làm Thủ tướng Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời. Chưa được người dân bầu lên làm thủ tướng mà đã trăn trở cho đất nước Việt Nam, đã viết ra một bài thơ Thức Giấc. Có thể chúng ta đang ngủ, chúng ta giật mình thức dậy, chúng ta nhớ cái cảnh khổ nơi quê nhà, chúng ta có thể suy nghĩ giống Đức Quốc Công hay không? Chúng tôi tin rằng không có nhiều người như vậy. Chỉ có những người thương người, yêu quê hương đất nước, đạm đà mới có thể làm được. Đời sống của chúng ta chỉ lo cái đời sống riêng lẻ của mình, gia đình của mình, chứ ít có ai lo cả một cái vận mạng của đất nước. Nhưng mà Đức Quốc Công Tổng thống là một người lo cả vận mạng đất nước. Nhìn thấy cái cảnh mà Cộng sản Việt Nam nó cướp miền Nam Việt Nam, nó áp đặt người dân sống theo những gì mà nó muốn, nên đời sống của người dân càng làm than đói khổ. Rõ ràng là một cầm quyền, nhà cầm quyền đúng nghĩa của đảng đó, chỉ biết đảng và đảng chứ không có biết người dân. Một chính quyền hợp pháp của dân là điều kiện là phải do người dân bầu lên, phải làm theo nhiệm kỳ, phải do hiến pháp quy định, qua lá phiếu của người dân bầu lên. Người dân tự nguyện tự do bầu chứ không có bị áp đặt. Hiện nay Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân kêu gọi toàn dân tham gia trưng cầu dân ý, đó là cũng tôn trọng người dân và muốn cho người dân tự động bầu Đức Quốc Công lên làm Tổng thống. Sau này bây giờ Đức Quốc Công Tổng thống đã nhận trọng nhiệm Tổng thống vào ngày 11 tháng 11 2018, thì bây giờ tất cả anh chị em tiếp tục tham gia trưng cầu dân ý để ủng hộ Đức Quốc Công Tổng thống đứng ra giải thể cái chế độ cầm quyền khắc nghiệt của Cộng sản, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Bao nhiêu đó thôi thì tất cả người dân Việt Nam chúng ta cũng biết là một chính phủ tôn trọng người dân, để cho người dân tự nguyện tự do tham gia trưng cầu dân ý. Nên chúng tôi có mặt trên tất cả các live stream để kêu gọi người dân tham gia trưng cầu dân ý, là tôn trọng tất cả đồng bào anh chị em dù trong hay ngoài nước,
dùng cái lá phiếu của mình để giải thể chế độ cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Nên cái lá phiếu trưng cầu dân ý của anh chị em từ 18 tuổi trở lên, đó là tiếng nói mạnh trên trường quốc tế. Đức Quốc Công Tổng thống dùng công pháp quốc tế để đứng ra giải thể chế độ tà quyền Cộng sản Việt Nam. Nên những gì mà Cộng sản Việt Nam nó làm cho đất nước của mình, chúng ta đều biết rõ, trong lòng chúng ta đều biết rõ. Nhưng mà Cộng sản nó đã áp đặt cái sự tàn ác của nó lên người dân, nên người dân không có nói. Dầu cho người dân ở những làng quê hẻo lánh, không biết là nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam phi pháp, nhưng mà họ biết rõ là nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam là không phải là người mà họ tin cậy được. Họ đã áp đặt người dân, không cho người dân làm cái gì cả. Nên người dân không còn tin tưởng vào Đảng Cộng sản Việt Nam nữa. Nhưng mà không nói mà thôi. Nếu Cộng sản Việt Nam cho người dân tự do trưng cầu dân ý với lời kêu gọi của Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân, chúng tôi tin chắc rằng người dân sẽ tự động, tự nguyện trưng cầu dân ý, ủng hộ Đức Quốc Công Tổng thống rất là nhiều, ào ạt vào hệ thống trưng cầu dân ý, là cái chế độ Cộng sản Việt Nam chắc chắn sẽ bị sụp đổ ngay lập tức. Vì Cộng sản Việt Nam nó biết điều đó, nên nó không bao giờ để cho người dân tự do tham gia trưng cầu dân ý. Vì chính là Cộng sản Việt Nam nó đã cầm quyền gần cả trăm năm nay, nó đâu có cho người dân trưng cầu dân ý. Đó là nói lên bằng chứng rất là rõ ràng. Nên đại đa số người dân Việt Nam không có chấp nhận cái nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Nên người dân Việt Nam, đây là cơ hội để tất cả toàn dân Việt Nam trong và ngoài nước tham gia trưng cầu dân ý, nói lên tiếng nói của mình để dẹp bỏ cái nhà cầm quyền phi pháp bất nhân này mà do tự họ bầu lên, chứ không phải do người dân. Một sự chính danh của một chính phủ là do phiếu bầu của người dân, chứ không phải là vì bạo lực hay là tiền bạc. Những thứ đó là đi cướp, chứ không phải là do người dân bầu lên. Từ năm 1945 cho đến 75, Đảng Cộng sản Việt Nam dựng lên bằng bạo lực cướp chính quyền năm 1945 ở miền Bắc, không do dân bầu lên. Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay là do gây chiến tranh cưỡng chiếm miền Nam Việt Nam năm 1975. Năm 2020, cả hai nhà cầm quyền này cũng không hề được người dân Việt Nam bầu lên hay chuẩn thuận qua lá phiếu trưng cầu dân ý trong vai trò đại diện Việt Nam hợp pháp. Đó là cái bài viết nhấn mạnh cái chỗ này để cho tất cả anh chị em biết là cái sự phi pháp của hai nhà cầm quyền từ miền Bắc cho đến miền Nam. Mà cái chủ nghĩa Cộng sản là họ rất là trung thành với Marx, Lê, Mao, Hồ. Nên cái đường lối của họ là độc tài, độc tôn và độc ác cai trị nhân dân Việt Nam. Tư tưởng đường lối hoàn toàn dị biệt đối với tư tưởng và bản chất của đại đa số người dân Việt Nam. Tư tưởng của Marx, Lê, Mao, Hồ, Mao Trạch Đông là đại đa số người dân không có bao giờ chấp nhận. Chúng ta nghe nhắc đến những cái tên tàn ác của Cộng sản Việt Nam thì hầu như không ai chấp nhận. Khe Heris Marx Vanity, Lenin, Mao Trạch Đông, Hồ Chí Minh, đây là những người mà cầm quyền dùng cái đường lối độc tài và độc ác, đó là Cộng sản. Cả một khối Cộng sản quốc tế, nhưng bây giờ đã sụp đổ gần hết, chỉ còn Tàu Cộng và Tàu Cộng là một khối lớn nhất hiện nay mà chúng ta đang đương đầu. Cộng
cộng sản Tàu muốn nuốt chửng cái đất nước Việt Nam, nhưng mà họ không may mắn rồi. Có Đức Quốc Công, Tổng thống Đào Minh Quân là khắc tinh của Cộng sản Tàu và Cộng sản Việt Nam. Còn chúng ta nói tới Quốc hội của Cộng sản Việt Nam, thì cái Quốc hội bù nhìn của Cộng sản Việt Nam cũng do tự họ bầu lên chứ không do người dân. Họ đưa ra những đảng viên để làm việc cho quốc hội này là 493 đảng viên, chiếm trọn tất cả đại biểu quốc hội khóa 12. Và cách đây 12 năm, 493 đại biểu tự bầu lên quốc hội khóa 13, nhiệm kỳ 2011 cho đến 2015. Và quốc hội khóa 13 cũng tự bầu lên, bầu ra quốc hội khóa 14 với nhiệm kỳ 2016 đến 2021 với 496 đại biểu hiện nay. Tất cả đại biểu quốc hội này đều không do dân bầu, và người dân Việt Nam cũng chưa bao giờ được ứng cử vào quốc hội nói trên. Nên cái đó là quốc hội không hợp pháp, tự họ dựng lên, tự họ bầu lên, tự họ chọn lên. Và những người đại biểu mà ứng cử trong cái quốc hội này, có người phải mua, phải dùng tiền để mua những cái ghế đại biểu này để được làm trong những cái quốc hội này. Như vậy thì tất cả chúng ta đều biết cái gì cũng phi pháp cả. Từ cướp chính quyền miền Bắc, miền Nam, rồi tới quốc hội, rồi tất cả những đảng viên Cộng sản Việt Nam đều mua quan bán chức, chứ không có ai là được người dân bầu lên. Tất cả anh chị em đều biết ở hải ngoại, cả một tiểu bang, cả một vùng đều là do dân bầu lên. Chúng tôi thí dụ, chúng tôi đang ở một cái vùng này, thì nhiệm kỳ của một người mà xem cái coi cái vùng này là khoảng 4 năm, thì người ta cũng là do dân bầu lên. Rồi tới cái mỗi một tiểu bang cũng là do dân bầu lên. Rồi cho đến cả một nước cũng là do dân bầu lên. Đó mới là một chính quyền của người dân. Người dân bầu từ ở dưới cho lên đến ở trên. Mỗi khi thay đổi một đại biểu, thay đổi một người nào thì cũng là do dân bầu lên. Thì chúng tôi đi tham gia bầu cử rất là nhiều nên chúng tôi biết rõ điều này. Đó là một sự may mắn khi chúng tôi ra khỏi đất nước Việt Nam, thì mới hiểu được nước tự do là thế nào, bầu cử là thế nào, tham gia trưng cầu dân ý là thế nào, và bầu ai lên để mà lo cho cái đời sống của mình. Bầu một người đại biểu, một người dân biểu để làm những cái ban bộ cũng là do người dân bầu lên. Nên đất nước Việt Nam của chúng ta chưa bao giờ được hưởng cái này. Nên đã đến lúc chúng ta phải thay đổi. Nếu anh chị em muốn có đời sống mới, anh chị em phải tự thay đổi. Anh chị em biết rõ nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam là không do dân bầu lên, mà dùng bạo lực để cướp chính quyền. Đó là một sự phi pháp. Thì chúng ta phải nói lên cái sự phi pháp đó. Nếu chúng ta biết mà chúng ta vẫn để im, vậy có thể chúng ta đã tội đồng lõa hay không? Chúng ta thấy cái sự bất công, chúng ta không nói. Chúng ta thấy cái sự phi pháp, chúng ta không nói. Chúng ta thấy tội ác, chúng ta cũng không lên tiếng. Như vậy là chúng ta đang nuôi dưỡng cái chế độ mà nó làm hại người. Như vậy thì anh chị em thấy chúng ta sống có đúng hay không? Cộng sản Việt Nam là không bao giờ thay đổi được. Không bao giờ, cái bản chất của Cộng sản Việt Nam không bao giờ thay đổi. Chỉ có dẹp bỏ mà thôi. Nên Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân kêu gọi tất cả anh chị em hãy cùng với Đức Quốc Công Tổng thống để giải thể cái chế độ tà quyền khắc nghiệt này, để giải cứu tất cả đồng bào chúng ta, để đuổi Tàu Cộng ra khỏi đất nước, lấy lại chủ quyền đất nước mà Cộng sản Việt Nam nó đã ký bán cho Tàu Cộng, bán biển đảo, rồi lại đến Mật Nghị Thành Đô. Nếu chúng ta không lên tiếng,
chúng ta thấy bất công chúng ta không lên tiếng, chúng ta thấy mất nước chúng ta không lên tiếng. Như vậy thì chúng ta đồng lõa với Cộng sản Việt Nam, dâng cái hai tay của đất nước của mình cho Tàu. Vậy thì anh chị em nghĩ là anh chị em chọn cái nào? Anh chị em chọn là người có tiếng nói mạnh để thay đổi đất nước, để dẹp bỏ cái nhà cầm quyền khắc nghiệt, hay là anh chị em cúi đầu xuống để dâng cái đất nước của mình cho Tàu? Chúng ta thấy bất công, chúng ta phải lên tiếng. Đó là tinh thần bất khuất của người Việt Nam. Tại sao Đức Quốc Công Tổng thống ở hải ngoại là một triệu phú mà không lo hưởng một đời sống dư giả mà lại lo cho người dân? Đó là hai chữ tình thương. Thông thái nhất của ta là tình thương. Trong thập bát thức, 18 điều suy niệm của Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân. Và trong đó có câu: hy vọng nhất của ta là sự thay đổi. Mong rằng anh chị em nghe những câu này, anh chị em phải tự thay đổi mình, tự thay đổi để cứu lấy mình, cứu lấy người, cứu lấy đất nước Việt Nam qua lá phiếu trưng cầu dân ý. Nếu anh chị em là những người có tinh thần yêu nước, muốn cùng với Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân giải thể chế độ Tàu quyền Cộng sản Việt Nam, thì tham gia trưng cầu dân ý qua đường link trưng cầu dân ý www.trưngcầudânýviếttắt.us. Sau khi anh chị em tham gia trưng cầu dân ý thì vào đường link đón Đức Quốc Công Tổng thống www.đóntổngthốngviếtchínhliền.com. Hiện nay rất là đông đảo đồng bào anh chị em tham gia đón Đức Quốc Công. Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân đã chờ đợi cái cơ hội này rất là lâu. Hiện nay Đức Quốc Công được 7 triệu đồng bào đã tham gia trưng cầu dân ý bầu Đức Quốc Công lên làm Tổng thống để Tam Việt Nam Cộng Hòa. Và bây giờ vẫn tiếp tục tham gia trưng cầu dân ý để ủng hộ Đức Quốc Công Tổng thống đứng ra giải thể chế độ Tàu quyền Cộng sản Việt Nam. Đó là một chính phủ chính dân hợp pháp do người dân bầu lên. Đó mới kêu là chính quyền của nhân dân. Hiện nay nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam và đại đa số người dân Việt Nam là họ không bao giờ phục vụ cho đại đa số quyền lợi người dân, mà họ chỉ phục vụ cho đảng mà thôi, nên không được gọi là chính quyền Việt Nam. Nên tất cả những gì Cộng sản làm chúng ta không có chấp nhận. Anh chị em nghe đoạn này, hai nhà cầm quyền này là chính quyền Việt Nam sẽ mang tội tiếm danh, tức là chúng ta không có chấp nhận hai cái nhà cầm quyền từ miền Bắc cho đến miền Nam. Nếu chúng ta mà chấp nhận hai cái nhà cầm quyền mà Cộng sản Việt Nam đã dùng bạo lực cướp, là chúng ta mang tội tiếm danh, lừa đảo đối với lịch sử và nhân dân Việt Nam. Bởi vì hơn 75 năm qua, từ năm 1945 cho đến 2020, đất nước Việt Nam không hề có chính quyền nhân dân. Nên người dân Việt Nam không cần tuân theo bất kỳ cái gì mà do Cộng sản Việt Nam đưa ra, hay là quy định hiến pháp. Những gì Cộng sản Việt Nam đưa ra là do đảng viên Cộng sản Việt Nam đưa ra, chứ không phải là hỏi ý kiến của người dân. Chủ trương, đường lối, chính sách mà nhà cầm quyền này là bất hợp pháp, tất cả chúng ta không chấp nhận. Tại vì Cộng sản Việt Nam nó không có tôn trọng người dân, tự nó bầu bán lên, thì người dân Việt Nam chúng ta không có tiếng nói thì chúng ta không có chấp nhận. Nên nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam là phi pháp. Và người dân Việt Nam không cần tuân theo bất cứ gì. Những hành động mà Cộng sản Việt Nam hay chụp mũ
cho người dân Việt Nam là âm mưu lật đổ chính quyền đó. Tại vì nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đâu có chính danh hợp pháp, nên người dân có quyền lật đổ, có quyền dẹp bỏ mà không bao giờ mang tội gì cả. Giống như là một đảng cướp nó lên cướp cái gì của chúng ta thì chúng ta phải lấy lại, chúng ta không có chấp nhận, nên chúng ta không có mang tội là giành lại cái gì cả. Hiện nay Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân muốn khôi phục lại thể chế Việt Nam Cộng Hòa trước năm 1975. Đó là căn nhà của miền Nam Việt Nam. Chúng ta trở về lấy lại căn nhà mà Cộng sản Việt Nam đã cướp của chúng ta. Nên những gì người dân Việt Nam nói lên tiếng nói của mình để dẹp bỏ nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam là chúng ta muốn lấy lại chủ quyền đất nước Việt Nam. Chúng ta không có tội gì với Cộng sản Việt Nam, nên chúng ta cũng không cần tuân theo những gì Cộng sản Việt Nam đã đưa ra. Vì nhà cầm quyền Việt Nam hôm nay không phải chính quyền nhân dân, nên mọi hiệp ước, hiệp định, mọi văn bản liên quan đến lãnh thổ, lãnh hải, chủ quyền quốc gia do nhà cầm quyền này ký kết với các quốc gia trên thế giới đều không có giá trị gì với nhân dân Việt Nam. Tức là Cộng sản Việt Nam mà ký kết bất kỳ những văn bản, những cái gì mà Cộng sản Việt Nam làm ăn với các nước trên thế giới là đối với người dân là nó không, người không phải là do người dân. Tại vì đã là một nhà cầm quyền không do dân bầu lên thì những gì mà Cộng sản Việt Nam làm cũng là làm cho đảng, không phải làm cho nhân dân Việt Nam, nên nó không có giá trị gì với người dân Việt Nam. Nếu Cộng sản Việt Nam đi vay tiền của quốc tế, vay tiền tàu cộng hay là bất cứ những gì, người dân Việt Nam chúng ta không cần phải chịu trách nhiệm. Tại vì cái đó là nhà cầm quyền Việt Nam tự họ làm, tự họ ký kết, tự họ vay nợ, chứ không phải người dân Việt Nam. Một chính quyền đúng nghĩa người ta đi vay tiền quốc tế về để lo cho người dân, còn cái này đi vay tiền quốc tế bỏ vào túi riêng, gửi ra nước ngoài mà lại bắt người dân Việt Nam chúng ta phải trả những món nợ khổng lồ, nên chúng ta không có chấp nhận. Nên những cái thứ đó không có giá trị gì với người dân Việt Nam, chúng ta không cần phải trả. Khi chính phủ Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa trở về thì tất cả những gì mà Cộng sản Việt Nam đã ký kết với các nước là đem bỏ vào sọt rác. Mà cái tội của Cộng sản Việt Nam á, cái tội nặng nhất anh chị em biết cái tội gì? Cái tội hủy hoại đạo đức nhân cách của người Việt Nam, đã hủy hoại đi tinh thần của người Việt Nam. Đây là một cái tội không nhỏ. Vật chất thì chúng ta có thể làm lại cũng nhanh, nhưng mà tinh thần, đạo đức, văn hóa, truyền thống của Việt Nam đã bị Cộng sản đã hủy hoại từ khi mà tên Hồ Chí Minh vào trong đất nước của mình. Cái tội này nên Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân mới khởi kiện Tàu Cộng, đòi bồi thường 38.000 tỷ Mỹ Kim là lý do này. 38.000 tỷ Mỹ Kim, cái giá đưa chưa chắc là đủ. Hủy hoại cả một dân tộc, hủy hoại cả một đất nước, biển, đảo, tinh thần, vật chất của người dân Việt Nam. Cái giá mà Tàu Cộng phải trả là do họ đã gây lên cho đất nước Việt Nam và người dân Việt Nam. Nên tội của Cộng sản Việt Nam đồng lõa với Tàu Cộng là đã phạm tội với đồng bào Việt Nam, mà có Đức Quốc Công Tổng thống phải đòi lại công bằng cho người Việt Nam. Nên tất cả đồng bào anh chị em chúng ta phải đoàn kết lại cùng với Đức Quốc Công Tổng thống đòi lại tất cả những gì mà chúng ta đã mất. Anh chị em nghe đoạn này,
Duy Nha cầm quyền tại Việt Nam hôm nay không phải là chính quyền nhân dân, nên đồng bào Việt Nam không có trách nhiệm gì với tất cả những hành động sai trái, vi phạm của nhà cầm quyền này đối với cộng đồng các quốc gia trên thế giới, với tổ chức Liên Hiệp Quốc và các hội đoàn liên quốc gia trên toàn cầu, kể cả những món nợ khổng lồ mà nhà cầm quyền Cộng sản đã dài. Bây giờ chúng ta nói đến Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa do Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân lãnh đạo. Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời được thành lập ra là để đối đầu với Cộng sản Tàu, với cái mật nghị Thành Đô mà Cộng sản Việt Nam đã ký kết với Tàu để dâng cái đất nước của mình cho Tàu Cộng ngày 4 tây tháng 9 năm 1990. Và ngày 21 tháng 10 năm 1990, Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời ra đời. Cựu thủ tướng đầu tiên là cụ Nguyễn Trân, sau đó cụ Nguyễn Trân bị bệnh, sau này sau mới bầu ba thế hệ Việt Nam mới bầu Đức Quốc Công lên làm thủ tướng Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, là một chính phủ chính danh hợp pháp do ba thế hệ bầu lên làm thủ tướng. Và hiện nay hơn 6 triệu phiếu trưng cầu dân ý với tinh thần tự do tự nguyện đã bầu Đức Quốc Công Tổng thống lên làm Tổng thống Việt Nam Cộng hòa Đệ Tam. Đây là một chính quyền do dân bầu lên, chính danh và hợp pháp ở hải ngoại này. Chính phủ này đang thiết lập thể chế Việt Nam Cộng hòa Đệ Tam dưới sự lãnh đạo của Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân, là do dân bầu lên và đã tuyên thệ nhận trọng nhiệm vào ngày 11 tháng 11 2018 vừa qua. Và hiện nay người dân tiếp tục tham gia trưng cầu dân ý ủng hộ Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân để đứng ra giải thể cái gọi là nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trước phế bọn cầm quyền Cộng sản Việt Nam, không do dân bầu lên mà không cần phải đổ máu như trường hợp của Venezuela hay là các quốc gia mà không có cái chính phủ, tức là có nhiều quốc gia cộng sản họ xuống đường để họ đòi tự do nhưng mà không có chính phủ. Chúng ta may mắn là ở hải ngoại, với sự tính toán của tất cả những tấm lòng yêu nước và Đức Quốc Công Tổng thống, chúng ta thành lập được chính phủ. Đây là nơi chỗ dựa cho đồng bào Việt Nam chúng ta. Khi mà chúng ta đứng ra giải thể chế độ Tàu quyền Cộng sản Việt Nam, chúng ta đã có một chính phủ chính danh hợp pháp mà do người dân bầu lên, chứ không phải như nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã phạm rất là nhiều tội danh lừa đảo, cướp của, giết người, giống y như một băng đảng vậy. Theo công pháp quốc tế và luật pháp Hoa Kỳ và hiến pháp của Việt Nam Cộng hòa Đệ Tam, thì đối với những hành vi biết rõ người khác phạm tội mà không tố giác thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội không tố giác tội phạm. Vậy thì anh chị em thấy Cộng sản Việt Nam làm án, anh chị em không có đi tố giác, tức không nói lên tiếng nói. Vậy thì anh chị em nghĩ là anh chị em có đồng lõa với Cộng sản Việt Nam hay không? Chúng ta thấy người đó làm ác mà chúng ta làm thinh, tức là chúng ta chấp nhận người đó làm ác, chúng ta cho cái đó là đúng. Mong rằng tất cả anh chị em hãy nhìn rõ cái bộ mặt thật của Cộng sản Việt Nam, đừng để chúng ta mang tội đồng lõa với Cộng sản Việt Nam, dâng đất nước của mình cho Tàu Cộng. Đây là cái quan trọng. Do đó công bố này được gửi đến Liên Hiệp Quốc, các quốc gia trên thế giới, các cơ quan công quyền và các nhân dân để khuyến cáo tất cả hành động
hợp tác giúp đỡ và che giấu tội ác của nhà của tập đoàn Cộng sản Việt Nam và cái gọi là nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, có thể bị quy chụp là tội là phạm pháp. Nếu mà tất cả những chính quyền của các nước làm ăn với Cộng sản Việt Nam, ví Cộng sản Việt Nam là không có chính gia hợp pháp, không do dân người dân bầu lên mà vẫn làm ăn giao qua lại với họ thì họ đã phạm pháp rồi đó. Cái gì mà không chính danh hợp pháp mà mình làm ăn với người đó thì mình cũng là đồng lõa với phạm pháp. Nên Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân đã gửi tất cả các văn kiện để nói cho tất cả các nước trên thế giới là nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam không do dân bầu lên phi pháp, mà nếu ai làm ăn với Cộng sản Việt Nam là đã phạm pháp. Như vậy thì tất cả đồng bào chị em chúng ta có muốn dẹp bỏ chế độ Cộng sản Việt Nam hay không? Nếu muốn thì hãy nhanh tay tham gia trưng cầu dân ý và ủng hộ Đức Quốc Công Tổng thống đứng ra giải thể cái nhà cầm quyền mà không do dân bầu lên, bất hợp pháp và tàn hại đất nước. Đó là bài nói về sự phi pháp của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Bây giờ còn một bài viết nữa là chúng ta nói đến truyền thông bất lương. Truyền thông đại chúng là gửi tin tức đến cho tất cả đồng bào trong và ngoài nước, hay là nước nào cũng vậy. Nhưng mà tại sao chính phủ Hoa Kỳ lại lên án truyền thông bất lương? Thì mời tất cả anh chị em nghe bài viết này để chúng ta hiểu rõ về những cái truyền thông bất lương mà Hoa Kỳ đã lên án. Đệ tam Việt Nam Cộng Hòa, Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, Văn phòng Thường trực lấy lại đất tổ không làm khổ dân, PO Box 2807 Anaheim, CA 92814. Chính phủ Hoa Kỳ lên án truyền thông bất lương. Ngày 4 tháng 12, 2020, tin từ thủ đô Washington, tòa Bạch Ốc mới đây đã lên tiếng cáo buộc đài tiếng nói Hoa Kỳ, tức là đài World, là góp phần phổ biến các luận điệu tuyên truyền của Trung Cộng. Và theo một thông báo của tòa Bạch Ốc hôm thứ Năm ngày 9 tháng 4 năm 2020 cho hay, War thường xuyên phát biểu dùm cho các kẻ đối đầu với Mỹ chứ không phải cho công dân Mỹ, và đã nói thêm rằng đài War vốn được thành lập theo quy định của Quốc hội và được Quốc hội chuẩn chi ngân sách, đang có hành động phổ biến tuyên truyền cho đối thủ với Mỹ bằng tiền thế của người dân Mỹ. Từng vừa qua, đài Wall gọi cuộc cách ly ở thành phố Vũ Hán là một mô hình thành công được cả thế giới bắt chước, rồi sau đó gửi thuyết về buổi trình diễn show ánh sáng của tập đoàn Cộng sản nhằm đánh dấu cái gọi là thành công của việc cách ly. Tuy nhiên, chính phủ Hoa Kỳ chưa đề cập tới những bọn truyền thông bất lương Việt ngữ khác đang làm gián điệp cho Tàu Cộng. Đây là một mạng lưới gián điệp rất nguy hiểm vì họ lừa bịp được quần chúng, cần phải bị loại trừ. Hiện nay, Lý Thầu Sài Gòn Radio là nhóm phát thanh được một số người tin tưởng ủng hộ vì cho rằng họ chống cộng. Sau một thời gian, đã mua được nhiều giờ trên làn sóng AM 1480.
có thêm chương trình truyền hình và hợp đồng với Cáp TV. Tuy nhiên, điều chúng ta cần chú ý là nhóm phụ trách Đài Lý Thời Sài Gòn xuất thân từ Đài Việt Nam Tự Do trước năm 1975 là do Hoa Kỳ tài trợ cho Chính phủ Việt Nam Cộng Hòa. Đáng lẽ chương trình phát thanh này là của Việt Nam Cộng Hòa, phải có nhiệm vụ nâng cao tinh thần chiến sĩ, nhưng khi tình hình chiến sự lên cao độ thì đài này đưa ra những tin tức không chính xác, như khi họ loan tin Cộng sản chiếm Mỹ Chánh, Bộ Chỉ huy Tiểu khu Quảng Trị rút về Đà Nẵng đầu năm 1975. Trong khi đó, còn vài đơn vị quân lực Việt Nam Cộng Hòa chúng ta vẫn chiến đấu tại Hải Lăng và Phong Điền như Tón, Biệt Kích. Cái này gì đó? Cái này không biết viết tắt là cái gì đây, quên. Hay là khi đài Việt Nam Tự Do loan tin Đà Nẵng đầu tháng 2 thì trên thực tế chúng ta chỉ bỏ ngỏ Đà Nẵng vào đêm 28 tháng 2 1975, là đêm Cộng quân pháo kích vào Sơn Trà và hải quân chúng ta kéo ra khơi, vân vân. Khi Cộng sản Việt Nam tấn công miền Nam thì đài này lại liên tục cho ra những tin tức chiến sự, góp phần làm giảm nhẹ khí chiến đấu của nhiều binh lính, khiến cho họ hoang mang, nao núng, lo cho gia đình, không còn lòng dạ chiến đấu. Có phải đài Việt Nam Tự Do này đã giúp Cộng sản Việt Nam chiếm miền Nam nhanh hơn? Những người trong ban giám đốc Lý Thời Sài Gòn đã về Việt Nam nhiều lần, như chính Phạm Minh là một thành viên trong ban quản trị của Lý Thời Sài Gòn, từng công khai trên làn sóng phát thanh: nếu họ chống cộng thật thì không vô ra Việt Nam như vậy. Việc Phạm Minh cho biết y từng về Việt Nam trên làn sóng phát thanh còn có thể hiểu ngầm là tuyên truyền cho chế độ Cộng sản Việt Nam là có tự do. Vì những người chống cộng như Lý Thời Sài Gòn cũng được cho về Việt Nam mà không bị ngăn chặn hay hạch sách. Như chúng tôi đã đề cập, đài Việt Nam Tự Do của Mỹ tài trợ cho Chính phủ Việt Nam Cộng Hòa để nâng cao tinh thần chiến sĩ và chủ yếu là chiêu hồi cộng quân. Thế nhưng, khi Cộng sản Việt Nam tấn công miền Nam thì đài này lại liên tục cho ra những tin tức chiến sự sai sự thật, để góp phần làm giảm nhẹ khí chiến đấu của nhiều binh lính. Thí dụ như khi Cộng sản loan tin, thí dụ như họ loan tin Cộng sản chiếm Mỹ Chánh và Bộ Chỉ huy Tiểu khu Quản Trị, tan hàng rút về Đà Nẵng đầu năm 1975. Nhưng thực tế thì còn vài đơn vị quân lực Việt Nam Cộng Hòa chúng ta vẫn chiến đấu tại cửa Việt, Hải Lăng và Phong Điền. Hay khi đài Việt Nam Tự Do loan tin mất Đà Nẵng vào đầu năm 1974, mà thật sự chúng ta chỉ bỏ ngỏ Đà Nẵng khi cộng quân bắt đầu pháo kích vào Sơn Trà. Hải quân chúng ta kéo ra khơi đêm 28 tháng 2 năm 1975, nhân dân. Vì nghe tin tức như thế nên nhiều binh sĩ hoang mang, nao núng, lo cho gia đình, không còn lòng dạ chiến đấu. Đó là công trạng không nhỏ của Vũ Quang Ninh, người phụ trách đài Việt Nam Tự Do
này đã giúp cho Cộng sản chiếm miền Nam nhanh hơn. Theo thông báo báo chí của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ ngày 10 tháng 12 2015, các giới chức liên bang đã bắt được 11 người bị tố giác có liên quan hoạt động rửa tiền, trong đó có tên Châu Biêu Lưu, 71 tuổi, cư dân Fullerton, cựu tổng giám đốc ngân hàng Sài Gòn National Bank, Westminster, ngay trung tâm lý thầu Sài Gòn. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cũng đã cho biết những người có tên trong bản cáo trạng gồm Mina Châu, 32 tuổi, dân cư La Mesa, California, Ben Hồ, 41 tuổi, cư dân Santa Ana, California, Thông Quỳnh, có biệt danh là The Fat Guy, 57 tuổi, cư dân Westminster, California. Renato Nigo, 51 tuổi, công dân Litens, hiện đang bị Hoa Kỳ truy nã. Chắc Nguyễn, 38 tuổi, cư dân Manhattan Beach, California. Lu Ruger, 58 tuổi, cư dân Malibu, California. Lee Jessica Way, người sử dụng nhiều tên khác nhau, trong đó có tên Way Jessica Lee, 58 tuổi, cư dân Arcari, California. Du Trương Andrew Nguyên, 34 tuổi, cư dân Westminster, hiện đang bị truy nã. Richard Chu, còn có tên là Richard Chen, 58 tuổi, cư dân Imosa, California, và Liên Trần, 41 tuổi, cư dân Santa Ana. Tổng cộng trong vụ này có 20 tên bị truy tố trong 3 vụ rửa tiền khác nhau. Tất cả bọn tội phạm này đều có liên can đến băng đảng trùm Cộng sản Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng, mà kẻ đại diện cho quyền lợi của Nguyễn Tấn Dũng và Cộng sản Việt Nam là bọn tổng lãnh sự Việt Cộng tại San Francisco. Cầm đầu bọn này là Trần Tuấn Anh, con của trùm Cộng sản Việt Nam Trần Đức Lương. Trần Tuấn Anh hiện là Bộ trưởng Bộ Công Thương của Cộng sản Việt Nam, đã được Lý Thầu Sài Gòn Radio lén lút tiếp xúc ngay tại tòa soạn khi y còn là Thứ trưởng Ngoại thương. Ngoài ra, tên trùm Việt Cộng Trần Bạch Đằng gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1943, từng là bí thư khu Ngã Sáu Chợ Lớn, kiêm ủy viên cái này viết tắt để phải coi để chúng tôi coi cái này bộ xin lỗi cái này à, Bộ chỉ huy Tổng Công đoàn Nam Bộ năm 1945 và năm 1946, là ủy viên thường vụ Thành ủy Sài Gòn Chợ Lớn, được Đảng bộ Nam Bộ cử vào đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ hai tổ chức ở Việt Bắc, cùng với trùm Việt Cộng Phạm Hùng và Hà Huy Giáp, với chức vụ sứ đoàn phó thanh niên Cứu quốc Nam Bộ, tổng thư ký kỳ bộ Việt Minh Nam Bộ, đại biểu Nam Bộ năm 1949. Sau 30 tháng 4 năm 1975, Trần Bạch Đằng được giao phó nhiệm vụ thường trực Ban Tuyên huấn Trung ương, cục trùm ngành báo chí truyền thông của Cộng sản Việt Nam,
thuộc ban dân dân vận Trung ương Cộng sản Việt Nam. Năm 1985 được Cộng sản Việt Nam cho ra nước ngoài để móc nối với giới văn nghệ truyền thông, và tên Trần Bạch Đằng được Lý Thầu Sài Gòn Radio mời viếng thăm Lý Thầu Sài Gòn Radio với lời giới thiệu y là một nhà văn hóa. Còn nhớ trong chuyến phái đoàn chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời thăm viếng Úc Châu tháng 9 năm 2019, đích thân Tổng thống Đào Minh Quân đã gặp các giới chức Melbourne nhiều giờ tại phi trường để giảng giải về tình trạng gián điệp cộng sản gia nhập vào quốc gia này. Sau đó, ngày 24 tháng 11 năm 2019, Vang Ly Quang, Vương Lập Cường là một gián điệp tạo cộng trốn sang Úc đã tiết lộ với chính quyền Úc một loạt danh sách danh tính của các điệp viên tình báo cao cấp của tàu cộng tại Hồng Kông, Đài Loan và các hoạt động gián điệp của Bắc Kinh khắp châu Á. Cũng theo Vương Lập Cường, tàu cộng đã mua chuộc vài cơ quan thông tấn tại Đài Loan như T-News, Chinese Television, ABC News với số tiền lên đến 210 triệu US nhằm mục đích tuyên truyền ủng hộ Đài Loan sáp nhập vào Trung Cộng. Và Trung Cộng cũng đã hỗ trợ mạnh mẽ ứng viên Tổng thống Chen Guo thuộc Quốc dân đảng là chủ trương kêu gọi Đài Loan quay trở lại một Trung Quốc. Tương tự, vào năm 2005, tờ Thời báo New York có đưa tin một cơ quan chức ngoại giao, xin lỗi, một quan chức Bộ Ngoại giao của Trung Cộng là Trần Dũng Lâm, cư ngụ tại Úc, cũng đã xin chính phủ Úc tị nạn chính trị. Đồng thời, Trần Dũng Lâm còn tiết lộ thêm ở Úc có hơn 1.000 gián điệp tạo cộng. Dân số Úc chỉ có 20 triệu người, ít hơn Đài Loan, nhưng tạo cộng lại đưa đến nước này một số lượng gián điệp khủng khiếp như vậy. Trong vụ Trần Dũng Lâm, tờ Global Post của Canada cũng đã có đưa tin một nhân viên văn phòng an ninh quốc gia là Hách Phụng Quân khi nộp đơn xin tị nạn tại Úc cũng đã tiết lộ rằng có hơn 1.000 điệp viên của tàu cộng ở Canada, chủ yếu hai thành phố đông người gốc Hoa là Toronto và Vancouver. Tổng dân số của Úc và Canada có khoảng 50 triệu người. Vậy mà tàu cộng đã phái đến 2.000 gián điệp. Vậy thì với kẻ thù như Hoa Kỳ thì tàu cộng đã đưa đến bao nhiêu gián điệp cho vừa? Một số chuyên gia về trí tuệ và an ninh của Hoa Kỳ đã xác nhận rằng tàu cộng là mối đe dọa nguy hiểm nhất đối với hành vi trộm cắp công nghệ từ những nghiên cứu mà Hoa Kỳ phải chi ra khoảng 500 tỷ US hàng năm. Thường thì Hoa Kỳ phải mất khoảng 10 năm để phát triển một hệ thống vũ khí tối tân. Nhưng sau khi tàu cộng ăn cắp được công nghệ tiên tiến của Mỹ thì tàu cộng có thể rút ngắn xuống còn 2 đến 3 năm là có thể tung ra một vũ khí hiện đại tương tự như Mỹ. Muốn thực hiện các điệp vụ khó khăn và tinh vi như trên, chắc chắn tàu cộng phải gài vào Hoa Kỳ vài chục ngàn gián điệp mới đủ. Theo WikiLeaks, thống kê vào năm 1999 thì tổng số người Tàu ở Việt Nam
là 862.371, tức là 1.13% dân số ở Việt Nam. 20 năm sau, tức 2019, con số người Tàu sang Việt Nam làm việc, mua nhà, định cư chắc chắn đã tăng lên ít nhất là gấp 10 lần, khoảng 8 triệu người. Trong số 8 triệu người Tàu đó, có bao nhiêu là gián điệp Tàu cho Tàu Cộng? Vì vậy, nếu nhìn đâu cũng thấy bàn tay lông lá của tình báo Hoa Nam kiểm soát nhất cử nhất động của bọn Cộng sản Việt Nam. Như vậy, như bao, như quay quanh các chủ chốt lãnh đạo trong Trung ương, trong Bộ Ngoại giao, trong Bộ Quốc phòng, trong Quốc hội, và thậm chí khi người dân xuống đường phản đối Trung Cộng thì xen lẫn vào những tên công an Việt Nam đánh dân đổ máu cũng có bọn Tàu Cộng. Đặc biệt trong các bộ máy tuyên truyền của Cộng sản Việt Nam, trong các cơ quan ngôn luận của đảng hiện nay tràn ngập bọn truyền thông gián điệp Tàu Cộng. Do đó, muốn ngăn chặn ảnh hưởng của bọn gián điệp truyền thông Cộng sản, các thành viên đồng nhiệm mạnh mẽ ủng hộ và hăng hái tham gia công tác giúp đỡ, yểm trợ cho các cơ quan ngôn luận của Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời để Tam Việt Nam Cộng Hòa, như Bộ Thông tin, chương trình truyền thông công lý, Cục Dân vận, chương trình Hội Phụ Nữ, Tân Dân Chủ và các chương trình tại nội địa như Tiếng Nói Quốc Nội, là những việc tối cần thiết và quan trọng. Không kém việc phổ biến, diễn tải tiểu sử Tổng thống Đào Minh Quân, phân phát bản hiến pháp để Tam Việt Nam Cộng Hòa đến cho dân chúng, và âm thầm vận động trưng cầu dân ý để mau chóng triệt hạ chế độ Cộng sản Việt Nam, đuổi Tàu Cộng ra khỏi nước ta. Trân trọng kính chào Văn phòng Thường trực Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời. Đây là cái thông báo nói về truyền thông bất lương, thì chúng ta cùng nhau giải thích cái bọn truyền thông bất lương này đã làm tàn hại đất nước Việt Nam, con người Việt Nam, và hiện nay nó đã xảy ra ở chính nơi cái nước tự do là cường quốc trên thế giới là Hoa Kỳ. Qua cái bài học này đã cho chúng ta biết miền Nam Việt Nam bị mất là cũng do những truyền thông bất lương này tiếp tay để làm cho cái sĩ khí của người lính quân lực Việt Nam Cộng Hòa mất đi ý chí. Vì những cái tin tức mà họ loan ra không có đúng, tức là quân ta vẫn chiến đấu bình thường, mà đài Việt Nam Tự Do đã tuyên truyền là chúng ta mất chỗ này, chúng ta mất chỗ kia. Như vậy thì cái đài này đã bị Cộng sản Việt Nam mua chỗ hết rồi. Nên cái này là cái để nhắc nhở cho người dân Việt Nam chúng ta, là cái bọn truyền thông bất lương này họ bán rẻ lương tâm của họ. Cho đến bây giờ rõ ràng là chính là ở nước Mỹ là một nước tự do không có nghèo đói, mà cũng bị Cộng sản Việt Nam mua chuộc, nên họ trở thành những truyền thông bất lương đưa sai sự thật. Đài War là đài mà nhiều người Việt chúng ta đều nghe, đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA đó, mà chúng ta nghe là chúng ta thường hay gọi tắt là như vậy. Mà cái đài này là được cái sự tài trợ của Chính phủ Hoa Kỳ, Quốc hội chi ra ngân sách, mà họ còn đi tiên truyền cho Tàu Cộng và Cộng sản Việt Nam, thì anh chị em nghĩ là cái bọn truyền thông bất lương bây giờ nó bành trướng đến giờ nào, cỡ nào. Đi đâu cũng thấy bị mô chuộc, đi đâu cũng thấy cái bàn tay lông lá của Tàu Cộng, gián điệp Tàu Cộng. Ở nước Úc này nếu mà
chính phủ Úc mà không có cảnh giác đó, thì Tàu nó nuốt luôn cái nước Úc này. Nước Úc này chỉ có hơn 20 triệu dân hiện nay thôi, mà nước Úc là một nước rất là rộng và có nhiều tài nguyên, thì cộng sản Tàu nó cũng thèm như đất nước Việt Nam mình vậy đó. Nên cái sự mà bành trướng bá chủ của Tàu Cộng đó, nó đi đâu nó cũng hại người dân Việt Nam, nó hại cả những nước khác luôn. Cái thông báo mà Hoa Kỳ đã lên án truyền thông bất lương, mà hiện nay Hoa Kỳ là nước mà đang đối đầu như những cái truyền thông bất lương. Chúng ta hãy nhìn xem cái cuộc bầu cử mà hai vị tổng thống ở bên Mỹ đó. Cái ông John Biden đó, đếm phiếu thì rất là nhanh và lại tuyên bố là đã thắng cử. Rồi các đài truyền thông ào ạt đưa tin lên là ông John Biden thắng cử, còn bên Tổng thống Trump thì nó là thua. Mà tại sao chưa có kết thúc cái cuộc bầu cử mà các đài truyền thông nó đã làm ào lên như vậy? Nó cũng giống như là đài Việt Nam Tự Do vậy, nó làm cho người dân cứ tưởng là ông John Biden đã thắng. Tại sao họ cứ đưa cái truyền thông đó lên ào ạt trên các truyền thông? Vậy thì có cái bàn tay mua chuộc của Tàu Cộng hay không? Cái này là chúng ta đều thấy là nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam còn gửi chúc mừng ông John Biden thắng cử. Sao tất cả những cái người mà ủng hộ ông John Biden lại là chúc mừng, trong khi ở Mỹ người ta chưa có tuyên bố là ông John Biden thắng cử mà? Vì vậy thì truyền thông bất lương nó lợi dụng cái đó để nó quảng bá, để nó làm cho cái nước Mỹ nó rối loạn lên. Thì trước năm 1975, đài Việt Nam Tự Do do Mỹ tài trợ để làm cho tăng thêm cái sĩ khí của người chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa, mà cũng chính vì họ đã làm cho những người chiến sĩ mất đi tinh thần chiến đấu để giúp cho Cộng sản Việt Nam chiếm miền Nam nhanh hơn. Mỗi một bài học đều dạy cho chúng ta, đây là cái kinh nghiệm để chúng ta biết, để chúng ta tránh những cái trường hợp tương tự xảy ra. Hiện nay tại sao tất cả những truyền thông của chính phủ đã đưa loan tin là Đức Quốc Công Tổng thống là một tổng thống của nước Việt Nam hiện nay, nhưng mà tại sao có nhiều người dân không có biết? Cộng sản đã chặn, tại vì Cộng sản sợ chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời để tam Việt Nam Cộng Hòa với sự hiện diện và lãnh đạo của Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân. Đó là truyền thông nữa. Tại sao đài War, đài Little Sài Gòn không dám công bố sự hiện diện của chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời để tam Việt Nam Cộng Hòa do Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân lãnh đạo? Như vậy thì chúng ta đặt câu hỏi là họ theo ai? Mà đài Việt Nam Tự Do đúng ra là đài đó là đài của Mỹ tài trợ cho Việt Nam Cộng Hòa, và đài War cũng là đài của Quốc hội chi ra tiền, nhưng mà lại binh cho Tàu, lại không nói cái gì mà có lợi cho nước Mỹ, mà rốt cùng thì nói có hại cho nước Mỹ mà thôi. Như vậy thì họ gọi họ là truyền thông bất lương có đúng không vậy tất cả anh chị em? Cái gì mà họ không làm đúng? Họ tuyên truyền sai sự thật để có lợi cho đối phương, tức là họ là truyền thông bất lương. Chúng ta cứ hiểu là rất là dễ dàng. Tại sao hiện nay Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân đang kêu gọi người dân tham gia trưng cầu dân ý để dẹp bỏ cái nhà cầm quyền mà bất nhân, bán nước và hại dân? Mà tại sao cộng đồng Việt Nam, những đài của cộng đồng Việt Nam ở đây không có nhắc đến, mà còn lại những cái gì mà Cộng sản Việt Nam đưa ra là họ còn đưa lên nhiều nữa chứ? Thí dụ như họ nói Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân là khủng bố, thì không thấy là họ nói tốt
cho chính phủ này mà họ lại bỏ thêm mắm muối vào, làm cho cái câu chuyện nó lớn lên. Mà thật sự Đức Quốc Công Tổng thống Đạo Minh Quân chưa bao giờ khủng bố. Chính phủ này là muốn lấy lại đất tổ, không làm khổ dân. Mà tám chữ này là đã không muốn làm khổ người dân rồi, và cũng không muốn giết bất cứ một người nào, cũng không dùng bạo lực, mà lấy muốn lấy tình thương để xóa bỏ hận thù, lấy chính nhân thay cường bạo. Thì làm gì có khủng bố vậy mà đại quo đó, mấy cái đài của Việt Nam ở hải ngoại này nè, cứ đó cứ tuyên truyền lên tuyên truyền lại. Bao nhiêu đó chính là cái đài radio ở Úc này nè. Cái gì mà nói về có lợi cho cộng sản á thì họ nói hoài, mà cái gì có lợi cho người dân á, nhất là ở trong nước, trong cái cuộc, cái công cuộc mà giúp dân của nước này, thì họ không có đón. Như vậy thì họ rõ ràng là họ đã bị mua chuộc. Tại sao họ không nói sự thật mà lại họ nói tốt cho Tàu Cộng và Cộng sản Việt Nam? Vậy thì họ là ai? Chính phủ Hoa Kỳ đã lên án như vậy thì anh chị em đã biết là họ đã điều tra. Ta kêu bằng ăn cơm quốc gia mà thờ ma cộng sản, giống y như trước năm 1975 vậy. Ăn tiền của một chính phủ mà đi làm việc cho những người mà đối đầu với chính phủ của mình, như vậy là truyền thông bất lương. Vậy thì qua cái bài viết này để cho gửi cho tất cả anh chị em biết rõ là cái công cuộc cứu nước này nó kéo dài như vậy cũng là do những truyền thông bất lương này tiếp tay với Tàu Cộng và Cộng sản Việt Nam, bưng bít sự thật, nói sai sự thật. Như vậy là họ cũng đã tiếp tay với Cộng sản Tàu và Cộng sản Việt Nam. Vậy thì tội này nặng hay là nhẹ? Vậy thì họ có mang tội đồng lõa không? Tất cả anh chị em, tự anh chị em suy nghĩ. Chính phủ này đang ra sức để giải cứu tất cả đồng bào trong nước thoát khỏi cái bàn tay của Cộng sản Tàu, không cho nước của mình bị sáp nhập vào Tàu, để giữ tròn vẹn đất nước Việt Nam của chúng ta. Mà nhiều truyền thông bất lương không nói tốt cho chính phủ mà lại nói sai sự thật để kéo dài cái sự đau khổ của người dân, kéo dài cái chế độ của Cộng sản và tiếp tay với Tàu Cộng dâng cái đất nước của mình cho Tàu. Vậy tự anh chị em kết luận, khi nào chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời để tâm Việt Nam Cộng Hòa có mặt trên đất nước Việt Nam, lấy lại chủ quyền đất nước Việt Nam, thì những cái này chính phủ sẽ có biện pháp. Chúng ta lo cứu dân cứu nước trước, những chuyện xung quanh sẽ tính sau. Đó là những gì mà Đức Quốc Công muốn, là giải cứu dân tộc Việt Nam. Trước tiên, đó là cái mục tiêu hàng đầu mà Đức Quốc Công Tổng thống Đạo Minh Quân 30 năm nay sẽ chờ đợi. Thì đã đến lúc để người dân Việt Nam chúng ta nêu cao tinh thần bất khuất. Mong rằng tất cả anh chị em tham gia trưng cầu dân ý ủng hộ Đức Quốc Công Tổng thống Đạo Minh Quân và đăng ký đón Đức Quốc Công Tổng thống Đạo Minh Quân, thì nước Việt Nam sẽ không còn cộng sản. Chúng ta nhất định phải triệt tiêu tận gốc rễ Cộng sản Việt Nam, để đất nước Việt Nam chúng ta đầy ắp những tiếng cười, ai cũng có được cuộc sống ấm no và hạnh phúc. Qua hai cái bài thông báo này, anh chị em nghe để suy ngẫm, để anh chị em chọn lựa cho mình một con đường đúng đắn nhất. Tương lai của anh chị em là do anh chị em chọn lựa chứ không có ai khác. Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời để tam Việt Nam Cộng Hòa kêu gọi anh chị em tham gia trưng cầu dân ý là để anh chị em tự nguyện nói lên tiếng nói của mình, không bắt buộc anh chị em phải làm. Nếu anh chị em có tinh thần yêu nước, anh chị em biết là anh chị em sẽ tham gia trưng cầu dân ý, sẽ ủng hộ một thể chế chính danh hợp pháp mà người lãnh đạo hiện nay là đã chờ đợi 30 năm để giải cứu đồng bào. Có ai có thể làm được, có ai kiên nhẫn chờ đợi như vậy?
Đây là một điều không có dễ làm chút nào. Nhưng mà Đức Quốc Công Tổng thống vì dân tộc Việt Nam nên phải chờ đợi lấy lại đất tổ mà không làm khổ dân. Bây giờ xin mời tất cả anh chị em nghe một bài hát. Mời anh chị em nghe bài hát Sinh tròn tuổi. Anh chị em nghe cái tựa là anh chị em đã thấy là nó có thể là có nhiều người chưa nghe. Lần đầu tiên chúng tôi cũng mới nghe cái bài hát này. Bài hát cái tựa là Sinh tròn tuổi loạn. Nghe nó không có suôn sẻ như chúng ta nghe cái gì mà có lại tuổi loạn nữa trong này. Thì bây giờ mời tất cả anh chị em nghe. Mời tất cả anh chị em nghe bài hát Sinh tròn tuổi loạn. Thank you.
quê hương qua non thế kỷ không cười. Thương quê hương thăng trầm biển biên khôn, Lam Sơn ơi hồn ký linh sông Đằng, vạn kiếp hay hạ hồn những dòng lịch sử đâu rồi. Tôi chỉ xin đầy lúa thôn quê mẹ hiền, hàn gắn quê cha buồn phiền với niềm tin. Tôi xin đóa hoa tình nụ còn phong kín, những chân thành ngọt mềm chính nguyên, tiếng ban đầu ngọt ăn vui cho anh lứa tuổi đăng trình. Xin cho em chuỗi ngày buồn thoáng qua nhanh, cho xin thêm ngày tháng xanh màu hoài, để lớp trai thơ dại đốt đèn đọc sách đêm. Cái bài hát này có một câu: thương quê hương non thế kỷ không cười. Vậy thì bài hát này cũng nói lên chế độ Cộng sản Việt Nam, đất nước Việt Nam của chúng ta gần cả một thế kỷ không có tiếng cười. Một đất nước phát triển thì phải đầy ắp tiếng cười, mọi người phải có một cuộc sống ấm no hạnh phúc như các nước tự do mà chúng tôi đang sống. Vậy chúng tôi hiểu được một thể chế tự do là như thế nào, chúng tôi hưởng được cái quyền lợi mà một người sống trên thế gian này cần phải có. Đó là nguyên nhân tại sao chúng tôi có mặt trên các livestream để kêu gọi toàn dân Việt Nam hãy cùng với Đức Quốc Công Tổng thống đưa cái nước Việt Nam của mình ra khỏi cái thách ách thống trị của Đảng Cộng sản Việt Nam và Tàu Cộng, để đất nước Việt Nam của chúng ta đầy ắp những tiếng cười, đi đâu cũng thấy mọi người được có một cuộc sống ấm no hạnh phúc, không có ai cần phải ngủ ngoài đường, không có ai bán vé số, không có ai mà bệnh không có tiền mua thuốc uống. Đây là một điều mà Chính phủ Quốc gia Việt Nam Lâm thời và Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân phải ra sức để kêu gọi tất cả mọi người Việt Nam nêu cao tinh thần bất khuất của người Việt Nam để cứu dân tộc Việt Nam chúng ta thoát khỏi Cộng sản Việt Nam và Tàu Cộng. Chính phủ Quốc gia Việt Nam Lâm thời để tạm Việt Nam Cộng hòa, mục tiêu duy nhất là giải thể chế độ Cộng sản Việt Nam để thành lập chế độ Việt Nam Cộng hòa nối tiếp trước năm 1975 mà được cả thế giới công nhận và kính trọng. Mong rằng tất cả anh chị em hãy thoát ra khỏi cái tư tưởng của mình, hãy nhìn về đất nước Việt Nam của chúng ta hoang tàn và sơ sát, người dân sống trong đói nghèo, qua bài thơ Thức Giấc của Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân đã miêu tả hết đất nước Việt Nam. Con gái thì phải đi lấy chồng ở xứ người, con trai phải đi làm thuê gầm mướn khắp nơi, tuổi trẻ thì đi bán vé số, người già thì không có nhà ở, ngủ ngoài đường. Tại sao những người sống ở hải ngoại như chúng tôi
mà nhìn thấy những cảnh đó không có thể nào chịu được. Mà vì chính phủ phải cần có người dân ủng hộ. Người dân muốn thoát ra khỏi cái chế độ đó, người dân muốn giải thể chế độ đó, thì người dân phải nói lên tiếng nói của mình qua lá phiếu trưng cầu dân ý. Thì Đức Quốc Công Tổng thống mới chính danh hợp pháp để mà nói chuyện cùng quốc tế, dùng công pháp quốc tế để giải thể chế độ tà quyền Cộng sản Việt Nam. Tuy rằng Đức Quốc Công Tổng thống đã được hơn 6 triệu đồng bào tham gia trưng cầu dân ý bầu Tổng thống làm Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa để ta, nhưng mà Đức Quốc Công Tổng thống và chúng tôi muốn thêm tất cả người dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên hãy nói lên tiếng nói của mình để nêu cao tinh thần yêu nước của toàn dân Việt Nam, nói cho quốc tế biết rằng chúng tôi không thích sống với chế độ Cộng sản Việt Nam nữa, mà chúng tôi phải giải thể. Đó là tiếng nói của người dân. Thì nước Việt Nam của chúng ta sẽ được tự do. Mong rằng tất cả anh chị em hãy cùng nhau mở trang sử mới cho dân tộc Việt Nam, cùng với Đức Quốc Công Tổng thống đưa nước Việt Nam sánh ngang hàng với thế giới. Chỉ có người Việt Nam mới cứu được nước Nam mà thôi, không có ai cứu. Quốc tế người ta chỉ yểm trợ cho mình, chứ họ không có phải là sẽ lo hết những gì mà người dân Việt Nam ngồi đó mà họ lo. Tại sao họ phải lo? Họ không có quyền lợi của họ, chưa chắc là họ nhúng tay vào. Những quyền lợi mà Đức Quốc Công Tổng thống đưa ra cho họ, họ có rất là nhiều, nên họ mới giúp một tay để đẩy nhanh cái tiến trình giải thể Cộng sản, để cho dân tộc Việt Nam chúng ta sớm thoát khổ. Đây là một điều mà Đức Quốc Công hằng mơ ước, sớm giải thể chế độ tà quyền Cộng sản Việt Nam. Mong rằng tất cả anh chị em hưởng ứng tham gia trưng cầu dân ý và đăng ký đón Đức Quốc Công Tổng thống. Link trưng cầu dân ý www.trưngcầudânýviếttắt.us. Còn link đón Tổng thống www.dontongthong.com. Hiện nay số người đăng ký đón Đức Quốc Công Tổng thống Đạo Minh Quân gia tăng rất là nhanh. Như vậy thì đã nói lên người dân rất là mong chờ ngài Đức Quốc Công Tổng thống trở về. Hiện nay số người đã tham gia đón Đức Quốc Công Tổng thống trong hệ thống cái đường link đón Đức Quốc Công là 733.716 người. Mỗi một ngày tiếp tục gia tăng từ 5 cho tới 7.000 người. Như vậy đây là chứng minh người dân khao khát tự do. Thì mong rằng anh chị em tiếp tục tham gia trưng cầu dân ý và đón Đức Quốc Công, thì chắc chắn ngày đó Đức Quốc Công, ngày mà đất nước Việt Nam tự do sẽ đến rất là nhanh, và anh chị em sẽ được thấy một vị tổng thống mà từ trước đến giờ có người ủng hộ, có người chửi, có người bôi bát đủ thứ hết. Thì người ủng hộ cũng như người không ủng hộ hãy tham gia đón Đức Quốc Công, để anh chị em khi thấy Đức Quốc Công Tổng thống Đạo Minh Quân hiện diện trên đất nước Việt Nam của mình, thì anh chị em sẽ thấy một đất nước Việt Nam tươi sáng, sâu sáng các quả địa cầu. Đó là cái bài hát Đạo Minh Quân Hạnh Phúc mà tất cả anh chị em đều nghe chúng tôi phát trước khi mở màn để mà đọc thông báo hay là nói tiểu sử Đức Quốc Công. Bây giờ cái live stream cũng dài thì xin mời tất cả anh chị em cùng chúng tôi cầu nguyện cho đất nước Việt Nam, cho Đức Quốc Công Tổng thống sớm hồi hương để đưa đất nước của mình thoát ra khỏi cái gông cùm của Cộng sản. Mời tất cả anh chị em cùng chúng tôi cầu nguyện cho đất nước Việt Nam, cho Đức Quốc Công và cho tất cả những người yêu nước khác. Xin kính mời. Đệ tam Việt Nam Cộng Hòa, chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời lấy lại đất tổ, không làm khổ dân.
PO Box 2807 Anaheim, California 92814. Lời cầu nguyện: Lạy đấng tối cao, Thượng Đế, Trời Phật, Hồn Thiên Sông Núi, các bậc tiền nhân anh hùng dựng nước và giữ nước, xin phù hộ độ trì ban phước lành cho chúng con. Xin che chở cho đất nước và đồng bào thân yêu của chúng con được thoát họa cộng sản và nạn chiến tranh tàn phá. Xin bảo vệ Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân và tất cả những nhà hải quốc chân chính. Xin cho chúng con thêm khôn ngoan, đoàn kết, nhẫn nại, can đảm, sáng suốt để cùng với Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời để Tam Việt Nam Cộng Hòa dẫn đưa dân tộc Việt Nam vượt qua hiểm nghèo, đến bến bờ hạnh phúc, vinh quang, trường cụ, mọi nhà được an hưởng thái bình thịnh trị của thời Thượng Nguồn Thánh Đức. Xin gìn giữ và tôi luyện cho chúng con tinh thần Việt Nam chân chính. Sống thì phải cho lẫm liệt, mà thác cũng phải đáng tự hào, bất khuất và hùng manh, như gương sáng của vị lãnh đạo tinh thần của chúng con đã tiên sinh. Lời cầu nguyện chấm dứt. Kính cảm ơn tất cả anh chị em đã cùng chúng tôi cầu nguyện và mong rằng ngày Việt Nam tự do sẽ đến rất là nhanh để cho dân tộc Việt Nam chúng ta thoát khỏi hiểm nghèo. Và trước khi kết thúc chương trình, mời tất cả anh chị em cùng chúng tôi nêu cao ba lời thề son sắt. Dân tộc Việt bất khuất, bất khuất. Hương thổ Việt bất phân, bất phân. Nhân dân Việt bất ly, bất ly. Và Pha Lê xin trân trọng kính chào tạm biệt Đức Quốc Công Tổng thống, kính chào Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc, kính chào quý đại biểu, quý đồng nhiệm trong Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời để Tam Việt Nam Cộng Hòa, cùng tất cả đồng bào anh chị em khắp nơi trên toàn thế giới. Chúc một đêm ngủ ngon, an lành và tràn đầy hạnh phúc, và luôn luôn gặp may mắn trong cuộc sống. Trân trọng kính chào tạm biệt.